Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình khám phá của TCT. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, thiên tai và dị tượng xuất hiện ngày càng nhiều như hệ ngân hà di chuyển ra xa, tinh thể mới đột nhiên xuất hiện, bốn mặt trời cùng chiếu sáng, tuyết rơi giữa tháng 6, loài cóc hợp bầy di chuyển, đá heo kêu báo nguy, mỏm núi 12 tông đồ đổ sụp và tượng thánh rơi lệ. Giờ đây, một dị tượng mới lại khiến nhiều người kinh ngạc và lo lắng. Đó là hiện tượng nhiều dòng sông ở các nơi trên thế giới lần lượt chuyển thành màu đỏ một cách bí ẩn mà khoa học không thể tìm ra nguyên nhân. Điều này không khỏi khiến nhiều người liên tưởng đến điểm dữ được ghi trong Kinh Thánh. Dị tượng nước sông khắp nơi lần lượt biến thành màu đỏ. Sự việc kỳ lạ bắt đầu từ tháng 7 năm 2014. Tại Trung Quốc, con sông chảy qua thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu mà không rõ nguyên nhân. Hai năm sau, vào ngày 3 tháng 3 năm 2016, vệ tinh Sentinel-3A của cơ quan vũ trụ châu Âu chụp được một bức ảnh cho thấy dòng sông Nin của Ai Cập cũng chuyển sang màu đỏ rực như máu. Sự việc được đăng trên tờ Chicago Vireo khiến dư luận xôn xao lo sợ. Trong năm này, trang Tuntu 23 đưa tin con sông Daikikan nằm gần thị trấn Norit của Nga cũng đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Sau đó, vào ngày 19 tháng 12 năm 2018 ở Đông Phi, thượng nguồn con sông Lintai ở Delta Malawi cũng chuyển màu tương tự. 8 ngày sau, tại Đông Nam Á, con sông Jayapura, thủ phủ tỉnh Papua ở Indonesia cũng biến sắc thành đỏ. Càng về sau, số lượng các con sông chuyển thành màu đỏ trên khắp các châu lục nhiều không đếm hết, như sông Patoka ở Ấn Độ, sông Etobicoke-Krep ở Canada, sông Huatulco ở Hondo, Mexico, sông Loma Plata ở Paraguay, sông Aurum ở Jamaica, sông Northamptonshire ở Anh, Lossiel ở Thụy Sĩ, và cuối cùng đến biển Sydney ở Úc, vịnh Elon ở Pháp hay biển La Jolla ở Mỹ cũng chuyển thành màu đỏ. Đối với những người không có niềm tin vào thần thì khoa học thực chứng là cách giải thích duy nhất. Khi hiện tượng dị thường này phát sinh, họ lao đi tìm những nguyên nhân trên bề mặt, cố gắng đưa ra một lời giải thích được gọi là khoa học cho hiện tượng đáng báo động đang diễn ra trên khắp thế giới này. Chẳng hạn, đối với con sông chuyển sang màu đỏ ở Nga, Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga cho rằng đó là hậu quả xả thải một chất hóa học không xác định nào đó từ nhà máy luyện kim Nazhdeda của một công ty sản xuất Niken được xây dựng ở gần đấy. Còn đối với con sông chuyển sang màu đỏ như máu ở gần làng Ả Rập Karawat Bani Zaid tại Samaria, thì theo tờ báo Al-Bayan, hội đồng trong làng đăng trên Twitter rằng hiện tượng xuất hiện là do ai đó đã đổ vật liệu sơn bị hư hỏng xuống thung lũng, khiến nước sông biến thành màu đỏ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy, để giải thích cho những hiện tượng bí ẩn này, các nhà khoa học hiện đại cũng như nhận thức của nhiều người hiện nay là thiên về tìm một lỗi môi trường nào đó ở bề mặt như máu từ lò mổ, xả thải sơn đỏ, thuốc nhuộm, sắt bị oxy hóa hay các nguyên nhân ô nhiễm môi trường khác, đại loại như do tảo, muối, vân vân. Tuy nhiên, những giả thuyết này đều không thể trả lời được câu hỏi tại sao trước đó không thấy hiện tượng các dòng sông biến thành màu đỏ như vậy. Thứ hai, tại sao trên khắp thế giới chúng tình cờ đồng loạt chuyển màu trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Và một thực tế lạ lùng là nước ở các dòng sông cũng như biển mà thậm chí không do các con sông đó đổ ra đều lần lượt chuyển sang màu đỏ đúng thời kỳ thiên tai, dị tượng, thảm họa, dịch bệnh bùng phát dữ dội khắp nơi trên thế giới, lấy đi sinh mạng của vô số người. Dị tượng thứ hai, những âm thanh bí ẩn đến từ bầu trời. Hơn một thập kỷ qua, trên thế giới liên tục xuất hiện những âm thanh dị thường, bí ẩn đến từ bầu trời. Rất nhiều thông tin cùng video ghi được từ khắp các nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Ukraine, Anh đến New Zealand, Úc, vân vân, đều báo cáo về hiện tượng này. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn kiểm nghiệm âm thanh thu được
từ video ghi lại tại thành phố Homo, Belarus năm 2008. Tiếp theo là âm thanh thu được ở thủ đô Kiev, Ukraine vào ngày 11 tháng 8 năm 2011. Âm thanh thu được ở Chicago, Mỹ ngày 13 tháng 5 năm 2012. Còn đây là âm thanh đến từ Terres British Columbia, Canada do cô Kimberly Utke thu thập được vào tháng 6 năm 2013. Vòng tròn khổng lồ và tiếng kèn trumpet trên bầu trời Jerusalem, Israel ngày 1 tháng 10 năm 2016. Và đây là tiếng kèn trumpet thu được vọng xuống từ bầu trời rực đỏ chỉ một ngày sau sự kiện xảy ra tại San Antonio, Texas, theo báo cáo nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, trên trang web strangesound.org, người ta tổng hợp được một danh sách hơn 150 video về những tiếng kèn từ vũ trụ. Chỉ riêng những ngày đầu năm 2020, đã có 10 video được gửi về cho trang, chủ yếu đến từ Anh và Mỹ. Thứ ba, thiên tai bất thường, núi lửa Tây Ban Nha phun trào dữ dội và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày 19 tháng 9 năm 2021, ngọn núi lửa Cambri Vieja trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary Tây Ban Nha bắt đầu phun trào. Thảm họa này đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, nhấn chìm hàng trăm hecta đất, buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Dòng dung nham chảy ra từ ngọn núi lửa thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó, bao gồm cả nhà cửa, trường học, đồn điền sản xuất. Người dân địa phương cũng đang phải đối mặt với dung nham cho bụi và những đám mây khí độc đáng sợ từ ngọn núi lửa. Các nhà chức trách địa phương đã cố gắng chuyển hướng dòng dung nham đến một hẻm núi nhằm nỗ lực giảm thiểu thiệt hại nhưng không thành công. Gần 2 tháng rồi, núi lửa Cambri Vieja vẫn không ngừng tuôn trào và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đi sau nó là các trận động đất liên tục. Theo Viện Địa chất Quốc gia Tây Ban Nha, đã có 37 cơn địa chấn trong ngày 9 tháng 10 năm 2021 với cường độ mạnh nhất đo được là 4,1 độ Richter. Đó là chưa kể đến những hiện tượng kỳ dị và các thảm họa thiên tai khác diễn ra khắp nơi trên thế giới trong những năm qua và ngày càng dồn dập hơn trong thời gian gần đây, khiến nhiều người liên tưởng đến ngày tận thế. Đi tìm nguyên nhân thiên tai, dị tượng xuất hiện khắp nơi. Quý vị thân mến, lần giờ lại những kinh sách, những cổ thư cũng như những dự ngôn có niên đại hàng nghìn năm qua, những thông điệp từ bi của tiền nhân cho chúng ta thấy, trong suốt lịch sử từ ngàn xưa, những thiên tai, nhân họa và dị tượng xuất hiện đối với nhân loại chưa bao giờ là vô duyên vô cớ. Mặt trời mọc và lặn, tự theo giờ định sẵn. Thủy triều lên rồi rút, đều có trật tự. Con người đến rồi đi, tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử. Cho đến một vương triều rực rỡ rồi lùi vào lịch sử cũng tuân theo nguyên lý thành trụ hoại diệt của vũ trụ. Trong cõi vô minh, thiên ý vốn có an bài. Thưa quý vị và các bạn, trong Thánh Kinh Khải Huyền, dự ngôn nổi tiếng nhất, tiên tri chuẩn xác và toàn diện nhất về lịch sử nhân loại có viết về 7 vị thiên sứ. Tới thời đạo đức nhân loại sa sút đến giới hạn, sẽ mang tới cho con người những đại kiếp nạn. Lần lượt từng kiếp nạn sẽ đến, đổ lên rừng, biển, bầu trời, các ngôi sao và cuối cùng là con người. Bấy giờ tôi nghe có tiếng lớn từ đền thờ truyền cho 7 vị thiên sứ: hãy đi và đổ 7 bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vậy vị thiên sứ thứ nhất đi ra và đổ bát của mình xuống đất. Thế là lở loét và ung độc xảy đến trên những kẻ có dấu của con thú và những kẻ thờ lạy hình tượng nó.
vị thiên sứ thứ nhì đổ bát của mình xuống biển. Nước biển biến thành máu như máu của người chết, và mọi sinh vật trong biển đều chết. Vị thiên sứ thứ ba đổ bát của mình xuống các sông ngòi và các suối nước, chúng đều biến thành máu. Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa phương Tây, tiếng kèn trumpet là biểu hiện của thiên sứ bắt đầu trận chiến thanh trừ tà ác, loại đi những dơ bẩn, bại hoại nơi thế gian, để những người tốt bước sang kỷ nguyên mới tốt lành, quay trở về với phẩm hạnh mà sáng thế chủ đã đặt định cho nhân loại thuở ban sơ. Phải chăng tiếng kèn đó đã vang lên, vang vọng khắp bầu trời? Điều đó chúng ta không biết. Nhưng dịch bệnh đang bùng phát khắp nơi, đe dọa tính mạng của con người trên toàn thế giới. Nước biển, sông ngòi và các con suối đã biến thành màu máu. Những điều này không thể không làm chúng ta suy ngẫm. Phải chăng tiên tri Khải Huyền đang đến? Vận mệnh là điều đã được an bài. Trong sách Khải Huyền còn nói tới ngày đại thẩm phán, tức là bất kỳ ai cũng phải bước tới ngày đó. Chính là lúc con người phải đối mặt với những việc thiện ác mà bản thân đã làm qua. Nhưng cho đến ngày đó, tối thiểu chúng ta phải bước qua đại nạn mang tính hủy diệt này. Mong mọi người chúng ta giữ cho mình một tâm hồn thiện lương. Đó chính là lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục khám phá ngày hôm nay của TCT. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Triều Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.